nhóm bè VK. Xin được đầu tiên thì Mỹ Tâm xin được cảm ơn tất cả sự có mặt của quý vị và các bạn đến với chương trình đặc biệt hôm nay trong một ngày rất là đặc biệt. Thì điều đầu tiên mà Mỹ Tâm muốn nói là phải là chúc mừng năm mới trước đã. Chúc quý vị có một năm mới thật an khang và thịnh vượng. Đây cũng là buổi biểu diễn đầu tiên của Mỹ Tâm trong năm luôn đấy ạ. Mỹ Tâm nghỉ Tết thì cũng xe may. Nói chung là cũng ấm ấm nhẹ. Nên là đây cũng là buổi biểu diễn đầu tiên và Tâm hy vọng là mình sẽ có nhiều kỷ niệm và nhiều cái trải nghiệm thật đẹp trong đêm hôm nay. Và điều thứ hai đó sẽ là một lời chúc tốt đẹp nhất, yêu thương nhất dành đến cho những người chưa yêu, đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Nghĩa là chúng ta sẽ không quan trọng rằng là ai đang có crush của mình hay không. Từ crush ở đây người ta gọi là cái từ cộng đồng mạng, người ta gọi là người yêu đó quý vị. Ai có crush của mình hay không, quan trọng rằng là chúng ta có cảm thấy hạnh phúc trong mỗi ngày mình sống hay không. Đó là một tình yêu rất là lớn rồi. Và cũng xin được nói vậy thôi, nhưng mà cũng xin được kính chúc đến tất cả quý vị, các anh chị có một ngày Valentine thật là hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vừa rồi là Như Một Giấc Mơ. Thì đó là một ca khúc mà đã phát hành khá lâu và cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích. Nhưng mà ca khúc mới tiếp theo đây mà Mỹ Tâm giới thiệu đó là một ca khúc trong phim cũng mang tên là Giấc Mơ. Nhưng mà nó tươi, nó sáng, nó dữ dội, nó sẽ may hơn nhiều. Đó là ca khúc Đời Là Giấc Mơ, một ca khúc của nhạc sĩ Khắc Khưng được viết trong bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh. Và tôi rất là vui lòng khi hôm nay có thể biểu diễn ca khúc này gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Mình nên nhẹ nhẹ với khán giả một vài câu ấy, cầm được. Anh nói là cuộc sống của chúng ta thì vô vàng lắm, nhưng mà mỗi người đều có một cái giấc mơ riêng của mình. Mình muốn nghĩ như thế nào đó, mình vẽ lên như thế nào, đó là tùy của mỗi người. Và nó mơ nó đẹp hay không đẹp cũng do mình vẽ về được giấc mơ đó. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đó sẽ là giấc mơ đẹp nhất. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đừng để em thức giấc để em mãi luôn ôm anh trong vòng tay nhẹ nhàng. Chiếc hôn yêu đương thật nồng say vì đời là giấc mơ nếu anh luôn ở đây. Vào ngày mà anh đến đây cho con tim em mang bao ngất ngây, và thần kia biết đã bác cho em mũi tên tình yêu đắm say. Em đã yêu anh từ đây. Sau bao nhiêu nhớ thương, từ lần đầu cho đến nay đã bao nhiêu lần con tim vẫn vương. Và cuộc đời em sáng tươi bỗng như huy hoàng ngỡ như thiên đường, một giấc mơ không hoang đường. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đó sẽ là giấc mơ đẹp nhất. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đừng để em thức giấc để em mãi luôn ôm anh trong vòng tay nhẹ nhàng. Chiếc hôn yêu đương thật nồng say vì đời là tình yêu từ xưa đến nay em luôn cho rằng thật là viễn vọng, mà giờ đây em đắm say biết bao ngọt ngào từ sâu trong lòng. Em đã yêu anh rất nhiều. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đó sẽ là giấc mơ đẹp nhất. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đừng để em thức giấc để em
giấc mơ đẹp nhà. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đừng để em được sống, để em mãi luôn ôm bên trong vòng tay nhẹ nhàng trên con yêu thương thật lòng say. Cuộc đời là giấc mơ nếu anh luôn ở đây. Cuộc đời là giấc mơ nếu anh luôn gần. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Wow, xin cảm ơn ban nhạc nhiều lắm.